Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Buổi chiều ngày hôm nay thì trời khá là lành nên là cho các bạn tạm dừng cái công việc đào ao ở phía sau ấy để đi vào trong này tưới. Với cả ngày hôm nay là ngày nhận lương của các bạn ấy. Thì mình cũng cho các bạn vào tưới sớm để có thời gian tính lương cho các bạn ấy. Hiện tại thì các bạn đang tưới ở cái khu vực này này. Đấy. Trong khi chờ đợi các bạn ấy thì mình cũng muốn đang sau này xem thử là những cái giống của mình trồng ở đây nó như thế nào đấy. Hiện tại thì mình thấy là cái giống ớt nhà mình là bữa nay nó lên khá là đẹp nè mọi người. Đấy, nó tầm độ được khoảng 20 phân này này, cây cao thì được 30 phân này. Để hầu như cái nào nó cũng lên khá là đẹp này. Chỗ này này. Đấy. Cây ớt thì bây giờ hiện tại là nó cũng lên khá là tốt rồi này. Nhưng mà tại vì là mình đang còn bận cái công việc đào ao ấy, nên là cũng chưa có cái thời gian để mà nhổ cỏ. Đấy, cỏ bây giờ là nó cũng tụt lụt rồi này. Đào ao thì nó tốn khá là nhiều cái thời gian là mọi người. Mình còn bao nhiêu cái dự định chẳng hạn như là ao nhà này, rồi xây chuồng gà chuồng lợn ở phía sau kia ấy. Nhưng mà cũng chưa có cái thời gian để làm nữa. Bắp cải của nhà mình thì này mọi người, đấy, hiện tại là nó như thế này đây này. Nó to nhưng mà kiểu như cái lá của nó xòe ra chứ nó không có cuộn lại ấy mọi người. Tính tới thời điểm này thì mình thấy là trời nó cũng khá là lành thôi, nhưng mà không hiểu vì sao mà cái bắp cải nó không cuồn này, đấy, hay là phải phun thuốc hay là phun cái chất gì đấy cho nó cuồn hay sao đấy. Hiện tại là nhìn cái lá bắp cải rất là to luôn. Vừa trước là chị Josepha, chị tới đây là chị nhìn thấy cái lá bắp cải mình cũng thích lắm, là chị cũng có ngỏ ý là hỏi cắt cái lá bắp cải này bán này. Đấy, có một số cây thì bây giờ nó cũng cuồn, chẳng hạn như cái đây này. Đấy, nó cuồn tròn như thế này rồi mọi người. Mình bỏ vào đây thì nhìn nó cũng cứng cáp, khá là chắc chắn này. Đấy. Tốt thì tốt nhưng mà nhìn nó không cuồn này thì đâm ra nó cũng không được đẹp. Hầu như những cái luống này là đều tốt luôn. Đấy. Chẳng hạn như đây cũng những cái cây này này. Cái lá nó cái bề mặt rồng của lá là khoảng tầm độ được 30 phân đấy. Đấy. Đấy này, phải hơn 1,5 tay đấy. Còn cái chiều dài của lá thì chắc là cũng tầm độ 35 tới 40 phân. Rất là rộng. Đấy. Ngoài ra thì còn có một số cây ở đây thì nhìn nó cuồn cũng khá là đẹp này. Chẳng hạn như cái cây này này, cây bắp cải này thì nhìn nó cuồn nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Đợt này mình đào hồ ở phía đằng sau kia mọi người thì toàn bộ cái nước hút ở trên cái hồ đấy ấy, nó chảy xuống dưới này thì rất là đục luôn. Thì mình cũng phải dùng cái nước đấy để tưới trên rau ấy. Không biết là có phải là do cái nước đấy nên là cái cây rau cái đồ của mình nó không được tốt đấy. Còn cái những cái mùa trước thì mình trồng thì nó lên rất là đẹp luôn. Nhưng chỉ riêng cái mùa này thì mình thấy nó chậm lên hơn đấy. Bạn giờ ai vẫn nào frio? Na là chef. Nó phải xa xí. Nó sẽ tiếp phiêu. Để bữa đó bạn sẽ tiếp frio. Yeah. Bây giờ là 4:30 chiều rồi ấy, mọi người, mà trời này nó âm u luôn đấy, rất là lành luôn đấy. Esforço rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Rápido mà vai receber salário hoje. Muito bom, chefe. Recebeu salário, muito bom. Yeah. Hoje tem salário e da namorada, não? Não vai dar namorada? Nada. Da sua família. Família, sim, sim. Tem que dar família, já? Sim. Ngày hôm nay thì là cả bàn nhận lương nên là ai cũng thấy rất là hào hứng luôn. Với cả là mình ngày hôm nay cũng có một cái tin rất là vui mà mình cũng chưa bật mí với các bạn ấy. Đó là có hai mạnh thường quân ở Hồng Kông đó mọi người. Đó là chị Hiền Sáng và chị Tuyết Hà Nam ở Hồng Kông. Thì hai chị có gửi cho các bạn ấy, toàn thể anh em ở trong nông trại này là một món quà bằng hiền kim ấy mọi người. Thì chốc nữa thì mình sẽ gửi tới cho các bạn này luôn. Você hoje acabou de receber salário, né? Sim, chef. Depois tem mais um surpresa. Tá bom, chef, tá bom. Yeah. Sim, chef. Đấy. Nghe từ surpresa tức là nghe từ một cái điều bất ngờ là các bạn ấy là lúc nào cũng cái điều bất ngờ vui chứ không có cái điều bất ngờ buồn đâu mọi người. Ở bên này thì những cái giống cà chua của mình bây giờ nó cũng là lên quả đấy này. Này. Đấy. Quả bây giờ hầu như là quả lên rất là đẹp luôn.
mình còn chưa có cái thời gian để mà dừng gian lên đấy. Này quả này, cái nó đổ xuống hết đấy. Ở phía sau này thì cà chua hầu như là cái nào nó lên cũng đẹp ấy, nhưng mà kiểu như là thời gian mình cũng chưa có để dừng gian lên để cho cái cây nó khỏi gãy ấy. Chẳng hạn như đây này, nhiều bạn đi qua tưới mà không để ý ấy, là gãy mất những cái nhánh này đấy. Ta qua ra cà bố. Ta qua ra cà bố. À cái lấy số đồ đồ cổ rồi đồ số phan ta đồ kẻ đồ dừng đúng không? Số phan ta để dừng đúng không? À acabazo ra de po entra ya. Còn một ít nữa đây để bàn tưới kia, mình vào chuẩn bị tiền lương để mình trả cho các bạn em mọi người. Trong một tháng làm việc thì ngày hôm nay là ngày vui nhất của các bạn, bởi vì là cái ngày nhận lương à mọi người. Đấy. Ôi giời, vai tên dinero, papa tên dinero, mama tên dinero, nene tên lady. Ê. Papa nào vai tên nada. Papa nào tên. Ôi giời, papa ấm tiền luôn. Nó đâu conversa con ba ba hoy như là ấm tiền ấm đến mười mấy nghìn luôn. Corta 30 ya. Ba ba hoy như là ấm tiền ấm năng luôn. Chào ta todo. Bây giờ. Không thì mình tính lương trước đi, con cái tiền mà của Mạnh Thắng Quân tặng thì mình sẽ trao sau cũng được. Manuel. Tá bom. Quem atrasar não vai levar. Quem é que é mulato? Sou eu. Batzei. Tại vì trời nó tối quá mọi người, mới có 4 rưỡi chiều thôi nhưng mà nó tối quá mọi người thì chất lượng không được tốt, thì cũng mong mọi người thông cảm nhé. Natu. Vem. Você só tem 26 dias trabalhar? Sim. É outro dia fazer que? Agora, bom, vai daí. Bom, bica pra lá. Sim. 21.650. Já empreta 8.000. Com um dia. Ah. 8. Então fica 13.650. 13.650? É. Nhà mình thì mỗi lần mà trả lương là các bạn phải ký tá vào ấy mọi người. Đấy, ký tá vào để sau này mà rủi mà nhiều bạn hay cãi lắm. nên là cứ ký tá vào cho nó chắc ăn đấy. 650. Obrigado. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn này kìa. Cảm ơn. Natu kìa, số Natu. Em em số Natu. Não, é Natu Solano. Oi. Natu Solano. Dá. Dá, pega. Abel. Pega. Sim, chefe. Presente. Levantou antes de você, porque vai deixar já. Isso mesmo, você só 22 dias trabalha. Sim, chefe. Eu tenho daí, deixa eu ver. Não, não, não. Já pica 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ua! Ué! Emprestar muito agora, dinheiro não tem. Ah?
Các bạn ở đấy là cứ ứng tiền ấy, một tháng là mình cho ứng 2 lần đó mọi người. Còn tới ngày 15 này, với cả là ngày thường là ngày 25 hoặc là ngày 30 mình cho ứng ấy. Còn tiền lương thì là từ ngày mùng 5 là nhận ấy. Nhưng bạn à béo là tháng này ứng cũng phải 2 ngày mà ứng có một đợt là bị mệt ốm hay là gì ứng thêm tiền để đi khám á? À. Đấy là ứng hết ấy. Lương thì 25.000 một tháng. À tôi luôn. Antonio, tem 28 dias. Không có tiền lẻ. Tiền lẻ nhé. 28 dias. 23.300. Tá pica 6.000. Vem. Um dia 3.000. Até aqui. 1.004. Outro dia 1.000 também. Outro dia supera. Mili no dia 24. Mili dia 30. Là bao nhiêu? Rồi là con 17.300. Đấy, các ông ơi cứ ứng cho nhiều vào. Tu mi da gui. 23.300, desconto 600, 6.000. Ai, ai. Chei, chei. Oi. Vai. Aí leva quem tá. Assinala, né? Essa aqui é saudão. Tira esta. Ah. Ei. Ei. Bad zoi, né? Dinheiro tá onde ele? Bad zoi. Bad zoi là hôm tháng này làm đủ nhất. Bad zoi làm đủ 30 ngày. 30 ngày là có thưởng đấy mọi người. Mà dạy pika đổ về mình thì pika đây ra xây aki ué đi vay mình có phải đâu vay mình có phải đâu ta casa ai santa santa nan no voy hoy no dos mil la sabe que isso me cara que vai chorar Así nada más. Ở dưới đây, tháng này là làm đủ tháng này, là tiền lương là được 25.000 mọi người ạ. Còn ngoài ra còn thêm tiền thưởng 5.000 nữa. Ở chúng ở đây làm mình tính thêm cả tiền chuyên cân nha mọi người, chuyên cân và không mắc một cái lỗi gì ở trong nông trại ấy, chẳng hạn như là đi muộn rồi thì cả kiểu này nó ấy thì sẽ được thưởng thêm ấy mọi người. Đi lê mi tháng nay làm được có 16 ngày, bởi vì bán này mới vào 6 ngày á. Là 13.300. 13.300. 16 dia. Já pica 6.000. Catarina 13 dia. Então, 10.800. Já fica 2.000. Fica 8.800. Vamos me dar lá de nada. Vai de quando já na marido. Marido agora chora. Nada. Eu chorar sozinho, embora. Nele. Olá, Bega, a noite vou te dar um beijo, tá bom, né? Agora já não tô a dar mais. É mentira. Já nada. Hôm nay thì có một cái tin vui cho anh cho các bạn đấy là có chị Hiền Sáng này với cả là chị Tuyết Hà Nam. Hai chị hiện đang định cư tại Hồng Kông. Thì hai chị có gửi là cái số tiền 3 triệu tiền Việt Nam ấy. 3 triệu 150 mấy ngàn ấy. Nếu mình đổi qua là 3 triệu 150 mấy ngàn ấy.
là gửi cho các bạn ở trong nông trại của mình đây. Thì hôm nay là mình sẽ quy đổi ra tiền quán và mình sẽ chia đều cho tất cả các bạn ấy nha mọi người. Đấy, mình tính ra là được sấp xỉ là 105.000. Đấy, tính chia đều ra là mỗi người được bao nhiêu tiền đấy không? Chia cho 13 bạn là một bạn được 8.000 ạ. Ừ, vậy thì là mỗi bạn được 8.000 này, 8.000 quán này. Đấy, thế là ngày hôm nay là mình sẽ gửi cho các bạn luôn. Hola peso. Yeah. Hola. Hoy tengo una sorpresa para vos. Yeah? Sí, sí, chef. Hoy tengo dos pueblos vietnamitas. Se llama cô hay là chị, bây giờ mình cũng không biết là cái tuổi của các chị như thế nào để cho các bạn gọi cho tiền đấy. Tôi cứ gọi là chị đi cho nó trẻ nhá. Thế em nghĩ là phải gọi bằng cô đi, bởi vì cô ấy sống ở bên đó hình như là 40 năm nay đúng không? Ừ. Thì chắc là phải đi tới hơi thanh niên chứ những bạn này đang còn nhỏ tuổi nữa. Ừ thì thôi gọi cô. À, sao mà cô Tuyết? Cô Tuyết. Cô Tuyết, cô Hiền. À. À, hai. 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 Hai người. À. Hai tiền. Hai người. Hai người. À, hai người. Cảm ơn. Hai người, cô Tuyết, cô Hiền nhá. Yeah. Dạ, ừ. Cảm ơn. Cảm ơn cô Tuyết, cô Hiền. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Tuyết. Nè, cô biết vì ghi không để mà ghi như thật ấy. Cô Tuyết thì ghi là có Tuyết. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Hiền. Ừ. Ahora yo voy a decirle. Cô Tuyết, cô Hiền. Cô Tuyết, cô Hiền. Dạ. Yeah. Yeah. Elen via dinero la. Ven aquí. Para vos. Cuando vos trabaja bien, él también envía. ¿Está bien? ¡Tor! ¿Está bien? Ok, bà rơi hôm nay là tiền nhiều sướng này. Alegre này. Alegre. Mình chia ra là mỗi người là được 8.000 bát giá cho mọi người. Ở nhà mình đấy là có 13 người này. Một số bạn thì ngày hôm nay không có đi làm ấy, nên là mình cũng sẽ nhờ bạn Katrika là trao lại cho các bạn này sau. Tiền tốt lắm. Tiền tốt lắm à? Có tiền tốt lắm. Dạ. Cô Tuyết. Cảm ơn cô Tuyết. Cô Tiên. Cô Hiền. Cô Hiền. Dạ. Ừ. Cảm ơn. Tôi. Tô. Tôi. Tôi to. Tôi kể. Tôi to. Tôi kể. Tôi cô Tuyết. Cô. Tôi cảm ơn cô Tuyết, cô Hiền. Dạ. Cô. Tôi muito alegre, não consegui mais falar. Agora vai falar. Mas vai falar então. Vai bater mesmo, professor. Cô Tuyết. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Hiền. Ừ. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Tuyết. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Tuyết. Cô Tuyết. Cô Tuyết. 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 Cô Tuyết. Cô Tuyết. Cô Hiền. Ôi, xin nào tốt. Này. Escuta yo falar. Cô. Cô. Tuyết. 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 Cô. Cô. Hiền. 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 Agora explica. Fala. Nada. Cô Tuyết.
Hiền, cô Hiền này, cô Huyền, Huyền này otro nome. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Thiết. Hiền. Cô Tuyết. Cô Hiền. Cô Hiền. Cô Hiền. Cô Eu vejo bastante a alegria dele mesmo, muito, só tá vendo, mas ele tem. Tem lama. Agora a cara recebe, já? Primeira, careca. Mais outros 500. Não, 500. 500, tipo, falar 500, né? É já tipo calão, ah. É mais outros dinheiro. Ah. Né? Né? Mor. Rain. Ba. 8 mil. Ba, mas 8 mil. Né? Bato. 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 Tamin. Bato. Tamin. É? 8 mil. Tamin. Tamin. 8, 8 é que? 8 é tam. Tam. Agora mil é nghìn. À, nghìn. Dạ. Tam nghìn. Tam nghìn. Các cái bạc rơi. Tam nghìn. Ê, cảm ơn quá. Bạc rơi cảm ơn ạ. Cảm ơn ai. Hoje eu não dormi em casa. Dormi onde? No hotel. No hotel. Com quem? Alugar. Com quem? Sozinha? Nada, alugamos. Alugamos. Antônio. Mas é triste, gente. Cảm ơn quem? Não, não é cảm ơn nosso. Cảm ơn cô Tuyết, cảm ơn cô Hiền. Fala. Fala. Cảm ơn cô Tuyết. Cảm ơn cô Tuyết. Cảm ơn cô Hiền. Cảm ơn cô Hiền. Não faz isso. Cũng mong các chị, các cô thông cảm. Tại vì là các bạn ấy bây giờ đang tập tè nói ấy, nên là nó cũng chưa được rồi. Manuel, você ri, ri agora fala. Fala. Estou correndo. Cuidado, cuidado. Eu também estou muito alegre. Santana. Santana. Satana. Satana. Santa. Muito feliz. Botuen, cohen. Cohen. Não é cohen, não. Cohen. Tá vendo? Quando você fala assim, é outro nome. Huyen é outro nome. Agora, hien. Aqui, boca, assim. Aqui, embaixo, assim. Não é huyen, não. Hien. Hien. Hien, já. Já? Cotuet. Muito obrigado, hein? Obrigado, chefe. Agora, Chiquito. Até a cabeça me dói. Cotuet, canis. Cotuet, canis. Cotuet, cohien. Cohien. Cotuet, con, corrien. Cotuet, corrien. Cái chữ chữ hiên cái chữ hạt ở bên này thì thường là các bạn khó nói lắm, tại vì chữ hạt này giống như kiểu là chữ hạt cấm ở bên tiếng Anh á mọi người, nên là các bạn thường ít đọc được cái chữ hạt này lắm. Thế nên cái chữ hạt rất là khó. À béo. Mais outros 500. Vou chupar. Sim, chef. Cotuer, cotuen. Camon. 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 Tá bom, tá bom. Outro já. Guilherme, Guilherme, rápido, à noite. Obrigada, chefe. Muito obrigada. Que Deus aumenta mais uma vez. Obrigada. Tá bom, Cotuen. Correndo. Já, yeah, tá bom, tá vendo? Sabe falar bem. Quem? Nato? Falar todo. Falar todo.
Nato, mais outros 500. Cotuen, cajón. 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 Cotuet, cojien. Cotuen, cojien. Cojien. Hien. Hien. Outros 500. Mais os mil. Cati. Uê, bem quando ele agradeceu. Mulher, hoje vai me cozinhar aqui frango. La cozinha chapada. Frango no chão de pé, de diabo. Aqui. Fala cabon, cotuor. Cotuor. Nada. Corrien. Corrien. Yeah, tá bom. Alegre. Alegre. Tá bom, agora assim, né? Aqui lá dentro tá muito escuro. Eu quero você vai lá no quintal, afora quintal. Vamos dançar uma dançada, né? Vamos dançar pisopelo. Uma caída, 2,5. Aí, minha phải di chuyển ra ngoài này một chút cho nó sáng á mọi người. Isso, o dinheiro ele dá também, tem que coisa já para saber usar bem, poupar já. Sim, já. Assim que quando você trabalha bem, como é fácil trabalhar, assim que também vai ter pessoa para te ajudar, entende? Sim, por isso é fácil já. Sim, já. Thay mặt cho tất cả anh em ở trong nông trại thì Tuấn Hiệp TV xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chị Tuyết Hà Nam và chị Hiền Sáng ở Hồng Kông. Chúc cho gia đình các chị luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào! Xin chào!